Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Sau đây là điểm nóng Forex tuần từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 10. Hãy để mắt đến BOJ và đồng yên Nhật. Chúng ta đã bước sang tuần cuối của tháng 10. Có rất nhiều sự kiện xảy ra trong tuần này có thể ảnh hưởng đến thị trường và mức độ biến động có thể sẽ gia tăng. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng điểm qua những điểm sự kiện đó nhé. Trong tuần cuối của tháng 10, hàng loạt các ngân hàng trung ương lớn sẽ tiến hành các cuộc họp chính sách quan trọng, bao gồm Ngân hàng Trung ương Canada, BOC. BOC sẽ công bố kết quả cuộc họp chính sách tháng 10 vào thứ Tư. Dự kiến, họ sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản. Chỉ số CPI tháng 9 đã được công bố vào tuần trước, và mặc dù lạm phát tổng thể giảm nhẹ từ mức 7% hàng năm xuống mức 6.9%, nhưng nó vẫn cao hơn kỳ vọng. Ngoài ra, chỉ số CPI lõi cũng ghi nhận sự gia tăng từ mức 5.8% lên 6% hàng năm trong tháng 9. Với lạm phát vẫn đang ở mức cao, thị trường đang kỳ vọng BOC sẽ tiếp tục nâng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản để đưa lãi suất chuẩn lên mức 4%. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB. ECB dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào thứ Năm tuần này. Lạm phát trong tháng 9 của khối đã leo lên mức 9.9% hàng năm, tăng mạnh so với mức 9.1% của tháng 8. Trong khi đó, lạm phát lõi cũng đã tăng lên mức 4.8% hàng năm so với mức 4.3% của tháng trước. Với sự tăng vọt về dữ liệu lạm phát, ECB có khả năng sẽ tăng lãi suất 75 điểm cơ bản để đưa lãi suất chủ chốt lên 2%. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, BOJ. Nhật đang trong một tình cảnh khác. Họ chỉ đang đối phó với mức lạm phát chỉ là 3% hàng năm, trong khi lạm phát lõi cũng chỉ 3%. BOJ nói rằng lạm phát chủ yếu là do chi phí năng lượng tăng. Kết quả là họ đã duy trì chính sách nới lỏng bất chấp xu thế thắt chặt của các ngân hàng trung ương lớn khác. Tuy nhiên, liệu điều này có thay đổi vào thứ Sáu tới khi mà đồng yên Nhật vẫn đang mất giá mạnh? Cuối tuần trước, cặp USD/JPY đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1990, ngay sát mốc 152. Sau đó, giới chức Nhật đã tiến hành can thiệp để hỗ trợ đồng yên Nhật và khiến cặp tiền này sập mạnh về quanh mức 146. Ngoài ra, BOJ đã can thiệp vào thị trường trái phiếu một ngày trước đó khi họ mua trái phiếu để giữ giới hạn lợi suất quanh mức 0.25% đối với các hợp đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Rõ ràng là, các chính sách hiện tại của BOJ đang xung đột lẫn nhau. Một mặt, họ bơm tiền để giữ lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật ở mức thấp. Mặt khác, họ tiến hành can thiệp thị trường tiền tệ với việc mua đồng yên và bán đồng đô la để chặn đà giảm của đồng yên Nhật. Do đó, các chính sách này được đánh giá là không bền vững. Vậy, liệu BOJ có thể đưa ra quyết định nâng giới hạn trần lợi suất trái phiếu Nhật hay thậm chí là loại bỏ chính sách này để khiến đồng yên Nhật mạnh hơn trước các đối thủ? Nhiều người đang kỳ vọng BOJ có thể thực hiện bước đi táo bạo này. Tuy nhiên, trong cuộc họp gần nhất, thống đốc BOJ Kuroda đã nói rằng họ sẽ không thay đổi chính sách tiền tệ trong 2-3 năm. Do đó, kỳ vọng chung hiện vẫn là BOJ sẽ giữ lãi suất ở mức âm 0.1% và duy trì trần lợi suất trái phiếu 10 năm ở mức 0.25%. Khủng hoảng chính trị tại Anh. Ai sẽ là người kế vị bà Truss? Chỉ sau 45 ngày, bà Liz Truss đã từ chức Thủ tướng Anh.
Nguyên nhân có lẽ nằm ở kế hoạch ngân sách nhỏ đã khiến thị trường hỗn loạn và khiến BOE phải can thiệp. Bà Truss sau đó đã có các động thái xoay trục mạnh mẽ, điển hình là việc sa thải Bộ trưởng Tài chính Kwasi Kwarteng, nhưng có lẽ như vậy là không đủ và áp lực chính trị lên bà vẫn tiếp tục tăng khiến bà phải từ chức. Tiếp theo sẽ thế nào? Một thủ tướng mới sẽ được chọn vào thứ Sáu, ngày 21 tháng 10. Các ứng viên sẽ cần 100 đề cử trước thứ Hai để được xem xét cho vị trí thủ tướng. Có 357 nghị sĩ đảng bảo thủ, do đó số lượng ứng cử viên tối đa chỉ có thể là 3. Các ứng viên có tỷ lệ chọi tốt nhất tính đến thứ Sáu, bao gồm cựu thủ tướng Boris Johnson, cựu bộ trưởng Sunak và lãnh đạo Hạ viện Penny Mordaunt. Ông Johnson và Sunak đang trong một cuộc đua sát nút, trong khi ứng viên Mordaunt bị tụt lại vị trí thứ ba khá xa. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng việc ai là tân thủ tướng sẽ không quá quan trọng sau những sóng gió gần đây trên thị trường tài chính và cả chính trường Anh. Thay vào đó, sự chú ý sẽ hướng trở lại BOE và các quyết định chính sách sắp tới của họ. Mùa báo cáo thu nhập tiếp tục. Tuần này là một trong những tuần quan trọng nhất của mùa thu nhập vì nhiều công ty công nghệ lớn đang báo cáo thu nhập của họ. Nó sẽ cho thấy hiệu suất của các doanh nghiệp ra sao trong thời kỳ tăng lãi suất mạnh mẽ và nhu cầu được cho là đang chậm lại. Các tập đoàn thuộc nhóm FAANG trừ Netflix đều báo cáo trong tuần này. Ngoài ra, các công ty lớn như 3M, Boeing, Intel, Caterpillar và Exxon cũng sẽ công bố báo cáo hàng quý của họ. Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý. Thời điểm cuối tháng cũng có các dữ liệu kinh tế quan trọng hứa hẹn sẽ mang đến mức biến động cao cho thị trường. Nổi bật trong số đó là các dữ liệu lạm phát, tăng trưởng và CPI. Lịch kinh tế cụ thể trong tuần như sau. Vào thứ Hai, sản lượng công nghiệp, GDP và tỷ lệ thất nghiệp Trung Quốc. Vào thứ Ba, báo cáo môi trường kinh doanh IFO của Đức, niềm tin người tiêu dùng Mỹ. Vào thứ Tư, lạm phát Úc, BOC họp chính sách. Vào thứ Năm, ECB họp chính sách, GDP Mỹ, lạm phát PCE Mỹ. Và cuối cùng là vào thứ Sáu, lạm phát Nhật, Mỹ, BOJ họp chính sách, GDP Đức, Canada. Trên đây là các điểm sự kiện đáng chú ý cho tuần mới. Mọi người tham khảo để có kế hoạch giao dịch cho phù hợp nhé. Nếu các bạn thấy video này hay hoặc hữu ích thì đừng quên like, share và comment là tôi quan tâm để ủng hộ mình cũng như đội ngũ Trader Việt. Còn nếu để lượng tiếng các bạn đến với kênh thì đừng quên nhấn nút subscribe cũng như hình chuông nho nhỏ bên phải để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai nhé. Còn bây giờ, mình chúc các bạn sẽ có một tuần giao dịch mới thành công và nhiều thuận lợi. Hẹn gặp lại mọi người trong những điểm nóng fresh tuần tiếp theo.